nó một hai má. À vâng ạ, em chào thầy. Bắt đầu được chưa hả cô Hà nhỉ? À được rồi ạ. Hôm nay thì sẽ có cái bài giảng về tai mũi họng cho bác sĩ chuyên khoa 1 của mắt và răng hàm mặt. Chủ đề sẽ là viêm họng, viêm amidan, viêm VA và khó thở thanh quản. Thì tôi sẽ cùng với cả cô Nguyễn Thái Hà sẽ hướng dẫn cái buổi học tâm sàng hôm nay. Mời cô Nguyễn Thái Hà bắt đầu ạ. Các bạn nghe thấy cô nói không nhỉ? À, bật mic chưa nhỉ? Nghe rõ thầy ạ. Nghe rõ thầy. Vâng. Thầy có nghe thấy em nói không ạ? Bây giờ nghe thấy rồi, tốt rồi. Vâng ạ. Okay. Vâng ạ, chào thầy, chào các bạn ạ. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là bác sĩ Nguyễn Thái Hà, giảng viên của bộ môn tai mũi họng. Hôm nay thì theo sự phân công của bộ môn, giáo sư Phạm Trần Anh và tôi sẽ giới thiệu với các bạn một bài học lâm sàng với chủ đề là viêm amidan VA ở trẻ em và khó thở thanh quản. Vì đây là một cái bài học lâm sàng và rất tiếc là chúng ta không thể đi học tại bệnh viện, vì vậy tôi sẽ cung cấp rất nhiều những cái hình ảnh lâm sàng để các bạn có thể hình dung. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm quen trước, đúng không ạ? Cho tôi hỏi là nhóm của mình thì sẽ có bao nhiêu bạn và có bao nhiêu bạn chuyên khoa mắt và bao nhiêu bạn răng hàm mặt, đúng không ạ? Em thưa cô là em là ở bên lớp răng hàm mặt ạ. Lớp răng hàm mặt thì có 25 bạn ạ. Rồi, bên mắt thì sao ạ? Nhóm mắt đâu ạ? Cô, bạn nhóm trưởng chắc là chưa kịp vào. Nhóm bên mắt là bao nhiêu bạn em? Em ở bên mắt có 46 bạn ạ. 46 bạn với 25 bạn, đúng không ạ? Như vậy ở đây chúng ta mới có 53 bạn là vẫn còn thiếu, đúng không nào? Chúng ta sẽ vẫn bắt đầu chương trình theo đúng giờ, đúng không ạ? Bạn nào vào sau thì các bạn vui lòng tắt camera và tắt mic, đúng không ạ? Rồi tôi sẽ bắt đầu bài giảng ngày hôm nay. Thế thì tôi sẽ chia làm hai cái phần lớn ở trong cái bài này. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ tìm hiểu về viêm amidan và VA. Được chưa? Đây là cái nhóm bệnh lý mà thường gặp ở trẻ em. Vì vậy, cái chủ đề này sẽ nằm ở trong tai mũi họng trẻ em. Và phần thứ hai đó là khó thở thanh quản. Thế thì về viêm amidan và VA thì nằm trong cái nhóm bệnh lý tai mũi họng trẻ em. Vì các bạn là chuyên khoa mắt và răng hàm mặt, vì vậy tôi sẽ chú ý tập trung những cái phần nào đó mà nó có sự giao thoa giữa tai mũi họng với hai chuyên khoa của các bạn. Trước đây thì tôi thiết kế cái bài giảng này bao gồm có các cái phần sau. Thứ nhất là viêm amidan và VA trẻ em chính là cái mục tiêu chính mà bộ môn có giới thiệu với các bạn. Thứ hai là một cái phần nhỏ về nang và giò bẩm sinh ở vùng đầu mặt cổ. Cái này thì thường liên quan đến các bạn ở răng hàm mặt nhiều hơn. Thứ ba là các cái bệnh lý tai giữa ở trẻ có khe hở môi và vòm miệng. Và cuối cùng đó là viêm mũi xoang cấp có biến chứng ở trẻ em. Thì cái này sẽ liên quan đến nhiều các bạn về chuyên khoa mắt. Và cái phần chính ở đây là chúng ta sẽ tập trung vào cái phần số 1 là viêm amidan và VA ở trẻ em. Thế thì ngày hôm qua các bạn đã học về lý thuyết của giáo sư Trần Anh giảng rồi, đúng không? Tôi sẽ nhắc lại một vài các cái điểm chính. Thì chúng ta thấy là gì? Ở cái vòng bạch huyết ở quanh họng, người ta gọi là vòng Van Der Waals, đúng không? Chúng ta có các cái tổ chức lympho, đúng không? Bạn thấy là sẽ gì? Có cái tổ chức lympho ở vùng vòm, đúng không? Hai cái tổ chức lympho ở vùng vòi, đúng không? Lympho ở vùng khẩu cái. Và cuối cùng là lưỡi. Tất cả các cái tổ chức này thì người ta gọi là amidan, đúng không ạ? Tiếng Anh là tonsil, đúng không ạ? Và trên lâm sàng thì chúng ta sẽ gì ạ? Mặc định cái amidan ở khẩu cái chúng ta sẽ gọi tắt là amidan. Ở trên nào? Và cái amidan ở cái vùng vòm này chúng ta sẽ gọi là VA. Và chúng ta sẽ chủ yếu tập trung vào hai cái tổ chức lympho này, đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy ở trên thiết đồ sagittal cắt đứng dọc, đây chính là tổ chức VA, đúng không ạ? Mà chú thích tiếng Anh là adenoid, đúng không ạ? Và cái phần amidan khẩu cái hay còn gọi là amidan, thì nó sẽ nằm ở phần họng miệng của các bạn đây. Các bạn có nhìn rõ slide không ạ? Dạ, có.
Ở trong quá trình giảng, nếu các bạn thấy phần tiếng hoặc là phần slide có vấn đề thì các bạn có thể thông báo với tôi đúng không ạ? Hoặc là qua phần chat box. Rồi, thế thì hôm qua các bạn đã học lý thuyết rồi, tôi sẽ không nhắc lại về lý thuyết nữa. Chúng ta sẽ đến một vài các hình ảnh bệnh lý. Thì đây là một cái sơ đồ mô tả, bạn thấy là cái phần họng miệng bình thường của chúng ta. Thì các bạn thấy có các cái cấu trúc, tôi sẽ nói lại đúng không ạ? Bạn thấy ở đây chính là lưỡi gà, đúng không ạ? Chúng ta có phần trụ trước, đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy hai cái nẹp là trụ trước này, phía sau này chúng ta có trụ sau. Bản chất của các cái trụ này thì được cấu tạo từ các cái cơ, đúng không ạ? Và bình thường thì niêm mạc họng các bạn sẽ thấy là có màu hồng nhạt. Kẹp giữa hai cái trụ này chúng ta sẽ có tổ chức lympho, chính là amidan khẩu cái. Và như tôi đã nói, tai mũi họng chúng ta ngầm hiểu, chúng ta sẽ nói là amidan. Và cái họng của chúng ta thì bạn thấy là niêm mạc hồng và màu rất là sạch, đúng không ạ? Thế thì khi mà bị viêm họng thì các bạn thấy là gì? Toàn bộ cái niêm mạc họng của chúng ta sẽ phù nề sung huyết, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đỏ rực lên. Cái phần lưỡi gà này chúng ta sẽ nề mọng. Bạn thấy có sự khác biệt giữa viêm họng do vi khuẩn và viêm họng amidan do virus. Thì bạn thấy là do virus thì cái tổ chức amidan của chúng ta sẽ sưng to đỏ, nhưng trên bề mặt thì rất là sạch và không có chấm mủ. Thế còn nếu như mà do vi khuẩn thì bạn thấy gì ạ? Trên cái tổ chức amidan này có rất là nhiều chấm mủ, giả mạc và cái lưỡi của bệnh nhân rất là bẩn. Thế trên lâm sàng bạn thấy là gì? Đây là hai cái hình ảnh, đúng không ạ? Đều là viêm họng và viêm amidan cấp. Thì bạn thấy đây là một cái hình ảnh đặc trưng do viêm do virus, đúng không ạ? Mà nếu như chúng ta nếu có bị mắc COVID, đúng không ạ, nhiễm SARS-CoV-2 thì cũng có thể có cái triệu chứng này. Tức là đau họng, toàn bộ cái niêm mạc họng của chúng ta phù nề sung huyết. Lưỡi gà của bệnh nhân diện nề mọng, hai amidan sưng to và rất là đỏ. Nhưng bạn thấy là trên cái amidan này thì không có chấm mủ. Thế còn viêm amidan do vi khuẩn thì bạn thấy là gì? Trên bề mặt amidan này bạn thấy có các cái giả mạc trắng, đúng không ạ? Hoặc là có các cái chấm mủ. Lưỡi của bệnh nhân thì rất là bẩn. Bạn quan sát lại hai cái hình ảnh về viêm amidan cấp. Rồi thế còn VA thì sao? Đúng không ạ? Như tôi đã nói, VA là một cái tổ chức lympho nằm ở vùng vòm. Như vậy làm thế nào để khám được VA? Thế thì trên lâm sàng bạn thấy là chúng tôi sẽ sử dụng ống nội soi không độ, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đưa cái ống nội soi này từ phía ngoài, từ mũi, đúng không ạ? Chúng ta đi dọc theo cái phần sán mũi và ra phía sau đến cái vùng vòm mũi họng. Thế thì thông thường bạn thấy là ở trẻ con sẽ còn cái tổ chức lympho này, và cái tổ chức lympho này nó sẽ thoái triển khi trẻ dậy thì, và đến cái tuổi thanh niên thì hầu như là vòm của chúng ta sẽ nhẵn, và đa số các bạn ở đây thì vòm sẽ nhẵn của người lớn. Thế còn ở trẻ em thì bạn thấy là có một cái tổ chức lympho màu hồng ở đây, đúng không ạ? Đây chính là cái tổ chức VA, đúng không ạ? Đây là tổ chức VA bình thường thì nó sẽ có màu hồng nhạt. Thế bạn thấy là khi cái VA này bị viêm cấp tính thì bạn thấy toàn bộ cái tổ chức VA nó sẽ sung huyết, đúng không ạ? Và trên cái bề mặt nó sẽ đọng rất là nhiều mủ hoặc là có giả mạc, đúng không ạ? Và trẻ thường có những cái biểu hiện bạn thấy sẽ là sốt này, ngạt tắc mũi này, chảy mũi, đúng không ạ? Và những cái dịch mủ này nó có thể chảy qua thành sau họng xuống dưới phần thanh quản, làm cho trẻ bị ho. Thế còn khi mà bị viêm mạn tính thì bạn thấy là tổ chức VA nó sẽ quá phát, đúng không ạ? Và bên trên cái tổ chức VA này nó sẽ đọng rất là nhiều dịch hoặc là nhảy mủ. Rồi bây giờ phân độ quá phát của amidan, đúng không ạ? Chúng ta đã học lý thuyết rồi, đúng không ạ? Một bạn có thể nhắc lại cho tôi là phân độ nó sẽ chia làm mấy độ và dựa vào cái gì, đúng không ạ? Xin mời bạn nhóm trưởng nhóm răng hàm mặt đâu ạ? Thưa cô, nó chia làm 5 độ ạ. Rồi, bạn có thể thử nói được không ạ? Chúng ta dựa vào cái gì để chia làm 5 độ nào? À, độ không là không có. Không có sự... Có cái gì ạ bạn? Dạ. Không có cái gì ạ? Bạn bảo độ không là không có, vậy không có cái gì ạ? Không có amidan à? Bạn Tùng tiếp tục đi. Chắc là cái này là độ 1 là quá phát nhỏ hơn 25% ạ. 25% là cái gì so với cái gì nào bạn? Thưa cô, là cái này hôm qua không được học đâu. Rồi, thế thì tôi sẽ nói lại đúng không ạ? Rồi các bạn răng hàm mặt thì các bạn sẽ thường sẽ phải khám họng của bệnh nhân đúng không ạ? Khám miệng và khám họng miệng. Vì vậy là chúng ta cũng có thể đánh giá được các cái phân độ quá phát này. Và các bạn lưu ý là khi chúng ta thi lâm sàng thì rất thể chúng ta sẽ vào những cái tình huống như thế này. Như vậy bạn thấy là gì ạ? Amidan khi bị viêm mãn tính, khi viêm mãn tính đúng không ạ? Thì amidan này nó sẽ có thể quá phát, tức là gì ạ? Nó tăng kích thước lên, đúng không ạ?
hoặc là gì ạ, nó sẽ bị sơ hóa trên bề mặt amidan có rất là nhiều khe hốc. Rồi thế nào? Đầu tiên chúng ta sẽ nói về phân độ quá phát của amidan, thì người ta sẽ dựa vào kích thước của hai amidan so với độ rộng của họng miệng. Đúng không ạ? Tôi đã đưa cho các bạn cái phần chữ ở lên đây rồi, đúng không ạ? Dựa vào kích thước của hai amidan so với độ rộng của họng miệng, đúng không ạ? Oral pharynx. À, thế thì người ta sẽ thấy là gì ạ? Bình thường, đúng không ạ? Amidan sẽ ở trong hố amidan, đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhìn thấy trong cái hố amidan, tức là cái hố tạo giữa hai trụ, trụ trước và trụ sau. Thế còn độ 1 là gì? Khi amidan chiếm dưới 25% cái đường kính của họng miệng. Độ 2 là từ 25 đến 50. Độ 3 là 50 đến 75 và độ 4 trên 75. Như vậy chúng ta thấy là cái độ rộng của họng miệng chúng ta sẽ tính từ đâu? Đúng không ạ? Các bạn nhìn trên cái hình ảnh này. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ tính bằng khoảng cách giữa hai trụ trước của amidan. Các bạn nhớ nhé. Như vậy chúng ta sẽ so kích thước của hai amidan so với cái khoảng cách này mà chúng ta chia ra làm 4 độ. Đúng không ạ? Độ 0 các em thấy là sẽ là trong hố amidan. Được chưa nào? Đây là độ 1, độ 2, độ 3 và độ 4. Như vậy nếu như mà quá phát độ 3 và độ 4 thì các em thấy là gì ạ? Nó đã gây ra một cái sự cản trở nhất định. Và trên lâm sàng thì trẻ có thể có những triệu chứng như là ngủ ngáy. Đúng không ạ? Khi không khí đi từ một chỗ rộng qua một chỗ hẹp thì nó sẽ gây ra hiện tượng ngủ ngáy. Và có thể có những cơn ngừng thở khi ngủ. Được chưa nào? Rồi. Đây là một hình ảnh lâm sàng đúng không ạ? Một bạn có thể cho tôi biết là quá phát độ mấy được không? Xin mời à. Tôi xin lỗi các bạn một phút. Các bạn cứ để thời gian mà mình có thể theo dõi được. Và như cô Hà nói là cái lịch nó hơi đảo một tí. Thế hôm nay chúng ta sẽ có thể xem trước cái lâm sàng trước và chiều nay tôi sẽ giảng cái bài về lý thuyết cho các bạn vì cái lịch nó thay đổi một chút, đâm ra các bạn sẽ ở đây cô Hà giới thiệu rất là kỹ rồi các bạn nhìn và có thể còn đánh giá theo cái sơ đồ cô Hà đưa ra. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Xin mời bạn Võ Hồng Phúc nào. Bạn nhìn trên cái hình ảnh này thì bạn sẽ đánh giá là amidan quá phát độ mấy. Xin mời bạn Phúc. Em thưa cô ạ. Đây, hình này, hình tôi đang chỉ mũi tên trỏ chuột ở đây này, bạn sẽ thấy là quá phát độ mấy nào? Vâng, hình này là theo em là quá phát độ 3. Rồi, quá phát độ 3 đúng không ạ? Bạn thấy nó chiếm khoảng gì ạ? 2/3 so với độ rộng của họng miệng, đúng không ạ? Và bạn thấy gì ạ? Cái amidan này viêm mạn tính trên cái bề mặt nó sẽ có một vài các khe hốc và có cái chất bã đậu ở đây. Thế thì bạn thấy gì ạ? Ở người lớn khi viêm amidan mạn tính thì nó thường có nhiều khe hốc hơn. Và cái bã thức ăn nó hay bị dắt vào, vì vậy là người lớn của chúng ta thì thường có cái triệu chứng là hôi miệng hoặc có thể là khạc ra những cái chất bã động. Đúng không ạ? Bạn Phúc tiếp tục là em thấy ở đây là độ mấy đấy ạ? Vâng ạ, ở trường hợp này thì là độ 4 rồi ạ. Độ 4 đúng không ạ? Các bạn thấy vâng. Thì ạ, đây là lưỡi gà, đúng không ạ? Chúng ta thấy đây là hai cái amidan, nó quá phát rất là lớn và nó chạm vào nhau đúng không ạ? À, người ta còn gọi là dấu hiệu kết sinh đúng không ạ? Khi mà trẻ có cái amidan to như thế này thì chắc chắn là sẽ ngủ ngáy và có những cái dấu hiệu ngừng thở khi ngủ. Và đây cũng chính là một trong những cái chỉ định để chúng ta cắt amidan. Rồi tiếp theo. Rồi phân độ quá phát của VA đúng không ạ? Các bạn thấy cái hình ảnh ở đây chúng ta có gì ạ? Đây chính là cái vùng vòm mũi họng. Thế thì các bạn thấy là cái vùng vòm này ở cái cấu trúc thành bên của vùng vòm mũi họng chúng ta có cái loa vòi đúng không ạ? Hay còn gọi là cái lỗ của vòi Eustat. Cái vòi Eustat này chúng ta sẽ gì ạ? Nó sẽ thông giữa vùng vòm mũi họng với vùng tai giữa. Vì vậy các bạn thấy là ở trẻ em, những cái trẻ mà có những cái bệnh lý về VA thì có thể kèm theo các cái bệnh lý về tai giữa. Đúng không ạ? Thì em thấy là gì ạ? Cái phân độ quá phát của VA người ta sẽ dựa vào kích thước của VA so với khoang họng mũi. Đúng không ạ? Mà chúng ta gì ạ? Có thể dựa gián tiếp vào với cửa mũi sau. Đúng không ạ? Chúng ta gọi phần này là cửa mũi sau. Như vậy cũng giống như amidan. Đúng không ạ? Độ 1 là dưới 25%. Em nhìn thấy là hình A. Đúng không ạ? Độ 2 là từ 25 đến 50. Độ 3 là từ 50 đến 75. Và độ 4 là trên 75%. Đúng không ạ? Như vậy các bạn thấy là cả một cái khối VA nó to như thế này, đúng không ạ? Thì nó sẽ gây ra những cái triệu chứng như là gì ạ? Chảy mũi này, ngạt mũi này, những cái dịch cái chảy xuống trẻ có thể ho này. Rồi gì ạ? Nó gây ra bít tắc ở cái phần gì ạ? Vòi nhĩ, làm cho trẻ có các cái bệnh lý về viêm tai giữa cấp tái diễn hoặc là viêm tai ứ dịch. Rồi thế thì biến chứng của viêm amidan và VA là gì? Thì các bạn thấy là gì ạ? Những cái tổ chức lympho này khi bị viêm nhiễm nó có thể gây ra những biến chứng nếu chúng ta không điều trị một cách phù hợp. Ví dụ có thể gây ra viêm mũi xoang cấp này, rồi gây ra viêm họng thanh quản cấp, viêm phế quản phổi, viêm tai giữa cấp.
Viêm hạch đúng không ạ? Và đặc biệt là có một cái biến chứng cấp tính nữa là áp xe quanh amidan hoặc là áp xe thành sau họng. Biến chứng xa thì em thấy là gì? Những cái trường hợp mà viêm amidan do liên cầu nhóm A tan huyết beta thì có thể gây ra các cái biến chứng ở tim, thận và khớp. Rồi biến chứng toàn thân thì đa số những cái trẻ mà viêm amidan và VA thì các bạn thấy là gì ạ? Thường là vì trẻ thì hay bị ốm, bị sốt, vì vậy là nó sẽ chậm phát triển về mặt thể chất. Đúng không ạ? Chậm phát triển về mặt tinh thần. Đúng không ạ? Trẻ có thể là gì ạ? Lơ đễnh này, học rất là kém. Ngoài ra thì đối với VA, nếu mà bị viêm mạn tính có thể gây ra bộ mặt VA ở đây. Đúng không ạ? Mà các bạn răng hàm mặt có thể gặp phải. Đúng không ạ? Đặc điểm của bộ mặt VA các bạn đã học hồi sinh viên rồi. Và trong đó có một cái đặc điểm mà răng hàm mặt các bạn có thể thấy đó gì ạ? Là răng khớp khểnh. Đúng không ạ? Hàm trên thì vổ. Đúng không ạ? Đấy là những cái bất thường về sọ mặt và khớp cắn của bệnh nhân. Rồi về điều trị thì sao? Các bạn thấy là đối với trường hợp viêm cấp thì chúng ta sẽ sử dụng các cái thuốc, ví dụ như là kháng sinh nếu do nhiễm khuẩn, đúng không ạ? Chống viêm, loãng đờm, giảm đau. Tại chỗ thì nếu như viêm VA các bạn có thể cho trẻ xịt mũi hoặc là rửa mũi, đúng không ạ? Viêm amidan chúng ta sử dụng các cái dung dịch thuốc sát khuẩn để xúc họng, đúng không ạ? Bên răng hàm mặt thì các bạn hay sử dụng chlorhexidine, còn bên tai mũi họng chúng tôi thì hay sử dụng betadine 1%. Đúng không ạ? Và những cái xúc họng mà dung dịch sát khuẩn này thì các bạn thường cho trẻ lớn hoặc là người lớn thôi, còn trẻ nhỏ thì rất là khó. Và đặc biệt là nâng cao thể trạng và tăng sức đề kháng. Đấy là đối với điều trị viêm cấp. Thế còn viêm mạn thì sao? Viêm mạn thì chúng ta sẽ gì ạ? Cắt amidan hoặc nạo VA, nhưng chúng ta phải có chỉ định rõ ràng. Chúng ta có tiêu chuẩn, chứ không phải là gì ạ? Bệnh nhân nào chúng ta cũng gì ạ? Hỏi qua loa. Thấy chứ trẻ hay bị viêm amidan thì chúng ta có chỉ định cắt, đúng không ạ? Mà chúng ta gì ạ? Phải có những tiêu chuẩn rõ ràng. Thế thì theo các cái guideline của Hội Tai Mũi Họng và Phẫu thuật Đầu Cổ Hoa Kỳ, đúng không ạ, của châu Âu, thì người ta sẽ chỉ định cắt amidan dựa trên hai nhóm yếu tố. Một là người ta dựa vào viêm nhiễm và hai là tắc nghẽn. Thế thì bạn thấy là nếu như viêm amidan cấp trên 6 lần trong vòng 1 năm này, hoặc 5 lần trong vòng 2 năm liên tiếp, hoặc 3 lần trong vòng 3 năm liên tiếp, nếu như tần suất viêm đạt đúng cái tiêu chuẩn này, thì các bạn sẽ chỉ định cho bệnh nhân cắt amidan. Được chưa ạ? Yếu tố thứ hai là nếu gì ạ, mặc dù chưa đủ cái tiêu chuẩn ở số 1, tuy nhiên là trẻ gì ạ, hay bị viêm amidan cấp mà lại sốt cao tái diễn nhiều lần, hoặc là có bệnh lý tim mạch, đúng không ạ, thì chúng ta cũng có chỉ định cắt sớm hơn. Và nhóm thứ ba là nếu đã có biến chứng, đã từng áp xe quanh amidan rồi, đúng không ạ, hoặc là có biến chứng tim thận khớp do cái vi khuẩn liên cầu thì chúng ta cũng có chỉ định cắt amidan sớm hơn. Yếu tố thứ hai là do tắc nghẽn, đúng không ạ? Chúng ta thấy ngủ ngáy to này, thở miệng mạn tính hoặc có cái dấu hiệu ngừng thở khi ngủ thì cũng có chỉ định cắt amidan. Như vậy đây là cái tiêu chuẩn để phẫu thuật cắt amidan. Những các bạn nào ở trong nhóm của chúng ta, đúng không ạ? Nếu như chúng ta có cái bệnh lý viêm amidan mạn tính, đúng không ạ? Các bạn ngủ ngáy rất là to, thường xuyên hôi miệng, đúng không ạ? Thì các bạn cũng cân nhắc đến cái việc này. Rồi, thế còn nạo VA thì sao? Chúng ta cũng phải có tiêu chuẩn rất là rõ ràng, đúng không ạ? Do viêm nhiễm và do tắc nghẽn. Nếu do viêm nhiễm thì trên 5 lần một năm, đúng không ạ? Thứ hai là có các cái biểu hiện của rối loạn chức năng vòi nhĩ, vòi Eustace ạ. Chúng ta có viêm tai giữa ứ dịch dai dẳng, đúng không ạ? Hoặc các cái biến chứng như là viêm mũi xoang không đáp ứng với điều trị nội khoa. Thế còn do tắc nghẽn thì cũng giống như là amidan, chúng ta có ngủ ngáy to, thở miệng mạn tính, ngừng thở khi ngủ. Hoặc là quá phát VA gây nốt khó, rối loạn ngôn ngữ, bất thường về phát triển sọ mặt và khớp cắn thì chúng ta cũng có chỉ định nạo VA cho trẻ. Rồi, xong cái phần viêm amidan và VA đúng không ạ? Các bạn có hỏi gì ở phần này đúng không ạ? Các bạn có câu hỏi gì chúng ta sẽ bật mic đúng không ạ? Chúng ta hỏi trực tiếp. Hoặc là các bạn sẽ đánh vào chat box đúng không ạ? Tôi sẽ trả lời luôn. Thưa cô, cho em hỏi là khoảng tầm bao nhiêu tuổi mình sẽ không cắt amidan nữa? Đến giới hạn bao nhiêu ạ? Rồi, câu hỏi của bạn rất là hay. Thông thường thì các bạn thấy là gì ạ? Khi mà tuổi càng cao thì chúng ta cắt amidan nó sẽ có nhiều nguy cơ biến chứng, đặc biệt là các cái biến chứng chảy máu ở người già. Đúng không ạ? Thế thì trước kia thì người ta gì ạ? Dưới 60 tuổi thì người ta vẫn có chỉ định cắt amidan rộng rãi, thế còn trên 60 tuổi thì người ta phải cân nhắc cái việc này. Nó sẽ tùy vào từng bệnh nhân cụ thể, đúng không ạ? Ở đây thì thầy Trần Anh đã hướng dẫn một bạn nội trú về một cái đề tài cắt amidan ở người cao tuổi, thầy có thể giải thích cho bạn được không ạ?
Thầy Trần Anh còn đây không ạ? Rồi, chắc là thầy bận một lúc. Như vậy bạn thấy là gì ạ? Như tôi đã nói, dưới 60 tuổi thì chúng ta thì có chỉ định cắt amidan rộng rãi hơn, đúng không ạ? Thế còn trên 60 tuổi thì chúng ta rất là cân nhắc. Ví dụ gì ạ? Bệnh nhân đã từng có biến chứng áp xe quanh amidan. Nếu các bạn nào làm răng hàm mặt thì có lẽ các bạn đã từng gặp rồi, bệnh nhân nuốt rất là đau đến với các bạn, giọng nói ngậm hạt thị, và khi chúng ta đè lưỡi bệnh nhân ra, chúng ta thấy là cả cái trụ trước hoặc là trụ sau của amidan nó phồng tăng. Áp xe này là do cái sự hình thành mủ ở cái khoang giữa bao amidan và cái khoang bên họng. Chúng ta thấy có một cái khoang ở đó và mủ nó tích tụ. Thế thì thông thường những bệnh nhân nào đã từng có cái biến chứng này thì chúng ta sẽ có chỉ định cắt amidan. Như vậy nó rơi vào một số những trường hợp mà bệnh nhân cao tuổi thì chúng ta phải tư vấn rất là rõ ràng cho bệnh nhân những cái biến chứng có thể xảy ra, và chúng ta rất hạn chế cắt amidan ở những cái độ tuổi này. Thế còn dưới 60 tuổi thì chúng ta chỉ định rộng rãi hơn. Rồi, một câu hỏi nữa, kháng sinh dùng trong trường hợp này là nhóm nào? Bạn muốn hỏi là kháng sinh trong trường hợp viêm cấp đúng không ạ? Bạn Anh đúng không ạ? Có đúng bạn muốn hỏi trong trường hợp viêm cấp đúng không ạ? Rồi, thế thì có khả năng bạn ấy hỏi là kháng sinh sử dụng trong trường hợp viêm cấp đúng không ạ? Là gì ạ? Viêm amidan cấp và viêm VA cấp. Thế thì các bạn thấy là chúng ta sử dụng kháng sinh, cái nguyên tắc là dựa vào kháng sinh đồ. Tuy nhiên là tất cả các cái bệnh lý tai mũi họng thông thường thì các bệnh nhân chỉ đến khám thôi, và chúng ta không có làm kháng sinh đồ để làm gì cả. Đúng không nào? Như vậy là chúng ta cho kháng sinh sẽ dựa vào đâu? Thì người ta thấy là dựa vào cái vi khuẩn mà thường gây bệnh ở những cái vùng này, đúng không ạ? Thì người ta thấy là gì ạ? Viêm amidan và viêm gì ạ? VA thường do những cái vi khuẩn gì ạ? Như là liên cầu này, phế cầu này, HI này, rồi Moracella catarrhalis, đúng không ạ? Và đấy là những cái vi khuẩn thường gặp. Thế những cái vi khuẩn này thường nhạy cảm với những kháng sinh nào? Thì số 1, first choice, chúng ta vẫn dùng nhóm beta-lactam, đúng không ạ? Nếu bạn nghi ngờ do liên cầu thì chúng ta gì ạ? Có thể sử dụng penicillin. Còn những cái vi khuẩn khác thì thông thường tai mũi họng chúng tôi hay sử dụng gì ạ? Nhóm amoxicillin kết hợp với acid clavulanic, đúng không ạ? Chính là omang-tanh mà bên gì ạ? Răng hàm mặt các bạn cũng có thể dùng, đúng không ạ? Cái lựa chọn thứ hai các bạn có thể sử dụng gì ạ? Trong cái dòng beta-lactam chúng ta cũng có thể sử dụng cephalosporin thế hệ 2, đúng không ạ? Rồi cái nhóm mà chúng ta không ưu tiên, chúng ta để hàng thứ 3 và thứ 4 chính là nhóm quinolone, đúng không ạ? Quinolone chúng ta chỉ dùng khi trường hợp bệnh nhân dị ứng với penicillin, đúng không ạ? Hoặc là những cái trường hợp mà nhiễm khuẩn rất là nặng thì chúng ta, hoặc có biến chứng thì chúng ta mới sử dụng thêm cái nhóm này. Rồi bạn ấy hỏi là cơn ngừng thở khi ngủ có những cái dấu hiệu như thế nào? Đúng không ạ? Ngừng thở khi ngủ là gì? Các bạn thấy là gì ạ? Thường được theo dõi bởi những cái người chăm sóc trẻ hoặc là bố mẹ, đúng không ạ? Khi ngủ thì em sẽ thấy là gì ạ? Trẻ đang thở bình thường, tự nhiên gì ạ? Không thở nữa, và cái dấu hiệu không thở này nó kéo dài trên 10 giây, đúng không ạ? Sau đó trẻ thở trở lại thì được gọi là ngừng thở khi ngủ. Thế thì để đánh giá rõ nhất cái ngừng thở khi ngủ này, chúng ta sẽ phải dựa vào đa ký giấc ngủ. Cái đa ký giấc ngủ thì chúng ta thấy phổ biến chúng ta áp dụng ở người lớn thôi, còn trẻ em thì ở nước ngoài họ cũng có, ở Việt Nam thì chưa thấy làm. Và cái việc đo đa ký giấc ngủ này thì rất là tốn thời gian, đúng không ạ? Trẻ phải ngủ trong một cái phòng riêng và có các cái máy móc thiết bị gắn vào để đo các cái chỉ số. Thế còn ở Việt Nam chúng ta thì chỉ áp dụng với người lớn, và ở bệnh viện lão khoa trung ương cũng như là khoa hô hấp bệnh viện Bạch Mai thì có cái đo đa ký giấc ngủ để đánh giá chính xác cái cơn ngừng thở khi ngủ này. Rồi, chỉ định cắt amidan ở những bệnh nhân có bệnh lý tim mạch, câu này không phải như thế, đúng không ạ? Mà chúng ta sẽ cân nhắc ở những cái nhóm bệnh nhân mà có biến chứng tim mạch thì đúng hơn, đúng không ạ? Đặc biệt là những cái viêm amidan do liên cầu nhóm A tan huyết beta có thể gây ra các cái bệnh lý về thấp, đúng không ạ? Gây ra thấp tim, thấp khớp, đúng không ạ? Mà chúng ta thường gọi là Osle đấy ạ. Thì nếu như mà nhóm bệnh nhân có bệnh lý này mà bị viêm amidan tái phát rất là nhiều lần thì làm cho những cái biến chứng tim mạch nó nặng nề hơn. Như vậy bạn sẽ cân nhắc cái việc cắt amidan sớm hơn. Cắt amidan ở người lớn khó khăn hơn ở trẻ em vì sao? Các bạn thấy là gì ạ? Tổ chức amidan ở trẻ em thì sao? Nó thường khi mà cắt thì nó rất là dễ, cái bao nó còn rất là rõ. Thế còn ở người lớn khi bị viêm rất là nhiều lần thì cái tổ chức amidan này nó sơ hóa nhiều hơn nên là nó dễ chảy máu. Tuy nhiên là cũng không phải trường hợp nào cũng khó, có những trường hợp cũng cắt cũng đơn giản thôi, đúng không ạ? Còn chúng ta đặc biệt lưu ý là gì? Ở người cao tuổi, tức là trên 60 tuổi thì nó có nhiều biến chứng nhiều hơn.
Rồi, tôi nói có nhanh quá không ạ? Nếu mà nhanh quá tôi sẽ nói chậm lại nhé. Rồi, có một bạn câu hỏi rất là hay này. À, nếu có đủ các tiêu chuẩn cắt amidan thì bao nhiêu tuổi mới cắt được? Đúng không ạ? Như vậy các bạn thấy là gì ạ? Khi cắt amidan thì thường rất là đau. Rồi, tôi sẽ giảm tốc độ nói lại chậm lại một chút đúng không ạ? Còn câu nào các bạn chưa rõ các bạn lại hỏi tiếp nhé. Rồi, chúng ta đang dừng ở câu là trẻ nhỏ được bao nhiêu tuổi thì chúng ta sẽ cắt amidan đúng không ạ? Thì các bạn thấy là gì ạ? Sau khi chúng ta cắt amidan thì chúng ta sẽ rất là đau đúng không ạ? Và sau đó thì sẽ phải dùng giảm đau và chế độ ăn uống mềm nguội. Vì vậy nếu như mà trẻ quá bé thì sao ạ? Không hợp tác và chúng ta gì ạ? Chăm sóc sau phẫu thuật rất là khó khăn. Thế nên là gì ạ? Trong các cái khuyến cáo người ta thấy rằng là từ 3 tuổi trở lên chúng ta mới nên cắt amidan vì khi đó thì ạ, trẻ mới hợp tác. Được chưa ạ? Còn nếu mà bé hơn thì chúng ta không nên cắt amidan. Rồi, còn rất là nhiều câu hỏi. Tiếp nhá. Rồi một câu hỏi nữa đúng không ạ, của bạn Trâm, chống viêm dùng trong amidan cấp cụ thể là dùng thuốc gì? Đúng không ạ, đường tiêm hay đường uống? Thế thì bạn thấy là gì ạ? Những cái trường hợp mà viêm amidan cấp có rất là nhiều mủ đúng không ạ, hoặc là giảm mạc, toàn bộ họng phù nề sung huyết thì chúng ta có thể sử dụng chống viêm corticoid đúng không ạ? Các bạn sẽ sử dụng gì ạ? Methylprednisolone hoặc là prednisolone hoặc là gì ạ? Betamethasone đúng không ạ? Để cho đường uống và chúng ta uống ngắn ngày. Đúng không ạ? Trong vòng vài ngày, 3 đến 5 ngày khi triệu chứng của bệnh nhân đỡ đúng không ạ? Và chúng ta kiểm tra lại cái amidan của bệnh nhân cũng đỡ sưng, đỡ đỏ thì chúng ta sẽ cắt thuốc. Đúng không ạ? Đối với người lớn thì chắc các bạn ở đây đã sử dụng rất là nhiều Medrol rồi đúng không ạ? Còn trẻ em thì chúng ta phải dùng những cái thuốc gì ạ? Ngọt mà trẻ có thể uống được, ví dụ như là betamethasone 0,5 mg, chúng ta có viên nén đúng không ạ? Rất là ngọt, trẻ có thể nhai được. Hoặc là các bạn sử dụng gì ạ? Methylprednisolone 4 mg. Có biệt dược kitsolone dạng viên sủi. Được chưa nào? Tiếp, áp xe thành sau họng. Ở đây bạn bạn Kiều Oanh, bạn đã gặp bệnh nhân đấy bao giờ chưa ạ? Dạ, em có gặp một lần nhưng em chỉ nhìn qua thôi, bởi vì của chuyên khoa tai mũi họng em cũng chỉ tham khảo thôi ạ. Rồi, bệnh nhân đó bạn gặp là bao nhiêu tuổi, bạn có biết không ạ? Cũng tầm khoảng 40-45 thôi ạ. Rồi, 40 và 45 tuổi thì nó sẽ có nguyên nhân khác so với lứa tuổi nhỏ, đúng không ạ? Bạn hình dung lại cái cấu trúc VA, đúng không ạ? Nó nằm ở vùng vò mũi họng. Thế thì bạn thấy ở trẻ em nếu như VA mà bị viêm cấp do nhiễm khuẩn, đúng không ạ? Mà chúng ta điều trị không phù hợp thì cái ổ nhiễm khuẩn này nó sẽ gây ra áp xe ở toàn bộ thành sau họng. Thành sau họng các bạn khám như thế nào? Các bạn đè lưỡi của bệnh nhân ra, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thẳng ra phía sau thì chúng ta sẽ thấy cái vùng đấy gọi là thành sau họng. Thế thì các bạn nhớ này, ở phía thành sau họng này chúng ta sẽ có các cái tổ chức lympho rất là nhỏ, đúng không ạ? Các bạn tí nữa thử khám ngay cho chính bản thân mình. Các bạn há miệng ra, đúng không ạ? Thấy những cái tổ chức rất là nhỏ màu hồng, đấy chính là tổ chức lympho. Và khi mà chúng ta bị viêm họng mạn tính thì các cái tổ chức lympho này nó sẽ tăng sinh. Và dân gian các bạn thường nghe thấy gì ạ? Mọi người nói là viêm họng hạt đấy ạ. Thực ra đấy chính là lympho đấy ạ. Thế còn ở trẻ em bạn thấy gì ạ? Chúng ta có một cái hạch, đúng không ạ? Nó dẫn lưu bạch huyết cho tổ chức VA, nó nằm ở cái phần khoang sau họng này, chính là hạch Gillette. Thì khi mà cái nhiễm khuẩn nó lan đến cái vùng này và nó gây ra viêm và áp xe hạch thì nó sẽ áp xe toàn bộ cái thành sau họng. Tức là cái vùng đó chúng ta sẽ căng phồng lên và có chứa mủ. Điều trị như thế nào? Thì chúng ta thấy là gì ạ? Chúng ta sẽ sử dụng kháng sinh, đúng không ạ? Đường toàn thân, đường tiêm, tại vì đường uống bây giờ rất là khó hiệu quả mà trẻ uống sẽ rất là đau. Đúng không ạ? Và chúng ta phải làm một cái thủ thuật là dẫn lưu cái ổ áp xe đó. Đúng không ạ? Và thường là gì ạ? Chúng tôi sẽ xịt thuốc tê, sau đó gì ạ? Rạch ở cái thành sau họng này, mở rộng ra để hút mủ ra. Chúng ta lưu ý là gì ạ? Nếu như mà trẻ ở tư thế ngồi thì sao ạ? Rất thể là cái mủ nó sẽ chảy xuống và chảy vào đường thở. Vì vậy chúng ta phải có những cái tư thế gì ạ? Sau khi ấy xong cho trẻ cúi đầu về phía trước. Đúng không ạ?
thì cái mủ này nó sẽ không chảy xuống đường thở. Thế còn gì ạ? Ở độ tuổi mà 40 tuổi như bạn nói mà áp xe ở thành sau họng thì nó có rất là nhiều nguyên nhân. Ví dụ gì ạ? Chúng ta do dị vật, đúng không nào? Sau khi một số bệnh nhân hóc xương nó cắm vào đó nó thành ổ áp xe cũng có, đúng không ạ? Và chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt với những cái trường hợp gì ạ? Các cái tổn thương ở cột sống cổ, áp xe hoặc là lao ở cái vùng cột sống này thì nó cũng gây ra những cái hình ảnh phồng ở thành sau họng giống như là áp xe thành sau họng. Rồi, bạn Kiều Anh có hỏi gì nữa không ạ? Dạ, em cảm ơn cô ạ. Rồi. Bạn Trang ơi, nói như vậy đã đủ nghe chưa ạ? Hay là vẫn nhanh ạ? Được rồi cô ạ. Rồi. Rồi, thế còn một bạn nữa đúng không ạ? Bạn nhãn khoa nhưng mà bạn lại quan tâm đến cắt amidan đúng không ạ? Chảy máu sau cắt amidan đúng không ạ? Các bạn thấy là sau khi mà chúng ta cắt amidan, tức là gì ạ? Chúng ta chỉ còn cái hố amidan thôi. Thế thì khi cắt xong ấy, các bạn thấy là nó sẽ có hiện tượng lên giảm mạc. Đúng không ạ? Các bạn hiểu đơn giản như là chúng ta bị đứt tay ấy, thì nó sẽ tạo thành cái vẩy ấy. Thì khi mà cắt amidan xong thì nó cũng sẽ tạo thành toàn bộ cái giảm mạc giống như là cái vẩy ở cái vết đứt tay của chúng ta ấy. Và nó rất là lớn, đúng không ạ? Thế thì nó sẽ có hiện tượng là bong cái giảm mạc này. Đúng không ạ? Bạn nhìn bệnh nhân nào cắt amidan xong, nhất là những cái bạn mà làm ở cái tuyến đa khoa ấy, chúng ta thấy là gì ạ? Toàn bộ cái hốc đấy nó lên cái giảm mạc màu trắng. Và cái giả mạc này nó sẽ bong đi trong vòng gì ạ? 2 đến 3 tuần. Và khi nó bong hết thì cái niêm mạc ở cái hốc amidan này nó hồng như bình thường. Được chưa nào? Thế thì trong quá trình bong giả mạc này nó có thể gây ra hiện tượng chảy máu. Bạn hình dung đơn giản giống như là cái vẩy ở cái chỗ đứt tay ấy. Mà gì ạ? Nó chưa đủ thời gian bong mà nó bong vì một cái lý do gì đó. Và cái máu ở cái vết thương này nó lại chảy ra thì amidan cũng như vậy. Xử trí như thế nào đúng không ạ? Đầu tiên là gì ạ? Bạn sẽ yêu cầu bệnh nhân gì ạ? Uống ngay, ngậm ngay một cái hớp nước lạnh, đúng không ạ? Chúng ta gì ạ? Cho đá vào nước, chúng ta đừng ngậm đá, đúng không ạ? Vì nó ít tác dụng hơn, chúng ta cho đá vào nước để tạo thành cái nước lạnh. Sau đó yêu cầu bệnh nhân ngậm vào trong miệng, đúng không ạ? Và yêu cầu bệnh nhân nhổ ra, đúng không ạ? Thì một số những cái chảy máu nhỏ thì nó có thể tự cầm. Thế còn khi bệnh nhân đến viện với các bạn, đúng không ạ? Mà vẫn còn chảy máu, thì các bạn răng hàm mặt chúng ta có thể làm được nhé. Thế tôi hỏi thử bạn, bạn nào đến răng hàm mặt đi. Các bạn răng hàm mặt lại không có ghi chữ ở trên đây đúng không ạ? À, đây rồi, bạn Lê Tuấn Tú. Nào, thế thì bình thường chảy máu sau khi bạn nhổ răng, bạn cầm máu bằng cách nào? Dạ, bình thường cho em cho cắn gạc ạ. Gạc có tẩm gì không bạn? Tẩm oxy già. Đúng rồi, đúng ạ. À, thế thì nguyên tắc vì sao mà oxy già có thể cầm được máu, bạn Tú có biết không ạ? Nó đốt cái mảnh máu nhỏ của ạ. Đốt bằng cách nào bạn? Cơ chế thì em cũng chưa rõ ràng, chưa rõ lắm. Vâng. Rồi, thế thì chúng ta sẽ thử tìm hiểu xem đúng không ạ? Thế thì trong tai mũi họng cũng vậy, nếu như các bạn đi chụp này mà các bạn thấy chảy máu sau cắt A đúng không ạ? Chúng ta sẽ làm cái miếng gạc rất là to đúng không ạ? Và cuộn lại thành hình cầu. Người ta gọi là gì ạ? Gạc hình dạng cầu đấy ở trong tai mũi họng chúng tôi có. Các bạn sẽ chấm vào oxy già nhé, nhớ là oxy già chứ không phải oxy non đâu ạ. Vì gì ạ? Oxy già để quá lâu thì nó cũng không có tác dụng cầm máu. Các bạn chấm oxy già đúng không ạ? Và đặt lấy một cái panh đúng không ạ? Chúng ta kẹp vào cái gạc cầu đó và ép vào trong cái hốc amidan. Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ cầm máu tại chỗ được đúng không ạ? Và khoảng một số lượng trung bình các bệnh nhân nếu như mà làm cách này thì có thể cầm máu được và không phải vào phòng mổ nữa. Đúng không ạ? Và nó sẽ gây ra tắc các cái mạch máu nhỏ và cầm máu tại chỗ. Như vậy nhớ nhé, bạn có thể xử trí được. Rồi nếu như mà chúng ta làm việc đó mà vẫn còn chảy máu thì bắt buộc chúng ta gì ạ? Phải cầm máu trong phòng mổ, tức là cho bệnh nhân quay trở lại phòng mổ gây mê. Sau đó chúng ta sẽ khâu cầm máu bằng chỉ Big Green, đúng không ạ? Để có thể gì ạ? Những cái mạch đó chúng ta thắt lại. Sau cắt amidan dùng thuốc như thế nào? Sau cắt amidan thì bạn thấy là gì ạ? Chúng ta có thể sử dụng kháng sinh, đúng không ạ? Kháng sinh dự phòng trong một vài ngày. Rồi cho bệnh nhân gì ạ? Một ít corticoid để giảm phù nề, đúng không ạ? Bệnh nhân cũng sẽ đỡ đau hơn. Đặc biệt là phải cho giảm đau, đúng không ạ? Chúng ta chỉ sử dụng nhóm giảm đau đơn thuần là paracetamol thôi. Cho bệnh nhân ăn chế độ mềm nguội và súc miệng bằng dung dịch sát khuẩn. Rồi. Cầm máu bằng adrenaline đúng không ạ? Các bạn thấy là gì ạ?
cái hốc amidan của chúng ta rất là to, nên là việc chúng ta cầm máu bằng adrenaline thì nó gì ạ? Nó không tốt bằng oxy dài, vì trong dịch oxy dài chúng ta sẽ có nhiều hơn. Đúng không ạ? Mà chúng ta không thể sử dụng một lượng lớn adrenaline để trên cơ thể của bệnh nhân được. Đúng không ạ? Nếu như trong phẫu thuật vi phẫu thanh quản vì dây thanh nó rất là bé thì chúng tôi có thể dùng những cái bông rất là nhỏ tẩm adrenaline để cầm máu. Thế còn cái hốc amidan của chúng ta rất là lớn, đúng không ạ? Chúng ta bẻ có khi gì ạ? 2-3 ống adrenaline mới thấm đủ cái bông cầu đó, như vậy chúng tôi không sử dụng cái chất này. Đúng không ạ? Sử dụng corticoid trong viêm cấp vài ngày rồi dừng như thế nào? Đa số là tôi sử dụng gì ạ? Trong vòng 3 đến 5 ngày. Đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta có thể dừng. Cũng không cần nhất thiết phải giảm liều đâu các bạn ạ. Tại vì chúng ta dùng rất là ngắn ngày thôi. Được chưa ạ? Rồi. Đấy là xong phần amidan và VA.